Chuyên mục dán phim cách nhiệt cho xe đây anh em thấy không ạ? Bắt đầu vào mùa hè rồi mà hôm nay lại có bão nhiệt nha anh em nhé. Đây là cái dự đoán là cái mùa hè năm nay rất là nóng đấy, nên mà anh em nào mà xe mà chưa trang bị phim cách nhiệt nhé, hoặc là đã dán phim cách nhiệt nhưng mà dán phim kém chất lượng thì hãy ghé ngoài Agala Thái Nguyên để dán phim cách nhiệt nhé. Thì bên em đang phân phối và dán cho các dòng phim của Neco, Kunlac và 3M đấy, đều là những dòng phim chính hãng đấy. Đây là đây em đang thi công dán cho chiếc Ford Transit với cái gói phim Neco của Hàn Quốc, thì với cái gói kính sườn đây em đang thi công dán cho nó đây. Đấy, phim sẽ được dán vào bên trong nhé. Nhiều bác cứ thấy và sấy sấy ở bên ngoài thì nghĩ là dán ở bên ngoài nhưng không phải, cái này sẽ là thi cơ tất cả thi công đều dán vào bên trong. Vậy khi mà anh em dán bên ngoài này, đi rửa xe này hoặc cái gạt mưa lâu ngày gạt đấy, thì nó sẽ giảm sức cái phim và ảnh hưởng tầm nhìn của anh em, và nó sẽ hỏng cái lớp phim của anh em đi. Còn dán tất cả thi công sẽ dán bên trong này. Đấy, vệ sinh sạch yêu cơ, đòi hỏi cái yêu cầu kỹ thuật rất là cao, vì anh em dán lâu dán phim thì dán không kỹ thì nó sẽ bị bụi và bẩn, nó sẽ hỏng cái tấm phim, ảnh hưởng đến tầm nhìn của anh em. Đấy, dán thì như bình thường mà em sẽ có cái phòng bên trong để thi công để dán phim như này, nhưng cái xe này nó to quá nên là sẽ không chui được vào đi vào cái phòng đấy, nên sẽ dán ở bên ngoài. Nhưng mà sau dán ở bên ngoài bên em cũng hạn chế hết mức có thể, vì bên em có nhà xưởng bên trong gió tĩnh đấy, bảo bảo thi công an toàn cho anh em đấy. Còn anh em nào mà chưa dán phim cách nhiệt nhé, hãy đến với Agala Thái Nguyên, Auto 36 Thái Nguyên để bên em tư vấn đầy đủ các thiết bị máy test cho anh em, và tất cả dán cho anh em đều là dòng phim chính hãng, bảo hành lên đến 10 năm cho anh em nhé. Cảm ơn anh em.